đó thôi, không thì đi ra chỗ khác nằm luôn đi, đừng có nằm cạnh bố mẹ chứ, tối đến rồi bố không ngủ được tí nào. Thậm chí là anh còn nói là những cái đêm mà thường ngủ chung với bà xã thì hay phiền, thành ra là có khi là ngủ riêng nữa là chứ. Người bên cạnh Tiền Hà khó nói, người trong cuộc thản nhiên không biết gì, là thực trạng xảy ra với người mắc chứng ngủ ngáy. Có thể thấy, để nhắc nhở một người đang gây phiền toái cho người khác vì tiếng ấy là điều không hề dễ dàng, vì người bệnh cũng không muốn và thậm chí là không nhận thức được. Việc ngủ ngáy nó cũng khá là ảnh hưởng đáng kể cho cái cuộc sống hàng ngày sinh hoạt của tôi. Ví dụ như là nhiều khi mà có con nhỏ tôi cũng không có dám ngủ nữa. Tôi sợ tôi ngủ thì nó sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của con tôi. Con tôi nó ngủ không có được sâu giấc. Thậm chí mà con lớn hơn thì mình cũng thấy cái giấc ngủ của mình nó cũng ảnh hưởng đến người khác. Đi xe này nọ thì mình cũng thấy rất là ngại, nhất là đi với bạn bè mình cũng thấy rất là ngại khi người ta phát hiện khi mình ngủ ngáy, đặc biệt mình là người phụ nữ. Thưa quý khán giả, nhiều người vẫn nghĩ rằng ngáy khi ngủ là khỏe, càng ngáy to thì càng khỏe. Thế nhưng trên thực tế, các bác sĩ cho biết ngáy khi ngủ có thể khiến cho chúng ta tử vong lúc nào mà không hay. Quý khán giả có tin điều đó hay không? Nếu như chưa tin thì hãy theo dõi Góc Nhìn Đa Chiều sau đây. Bác sĩ cũng như chuyên gia sẽ lý giải vì sao lại như thế, để cho những ai đang chẳng may mắc phải căn bệnh này cần có cách ứng xử với nó kịp thời, chứ không chỉ là việc ngáy ngủ có biểu hiện ngại ở nơi đông người thôi. Khi thở, không khí đi vào từ mũi hoặc miệng xuống phổi, rồi trở ra một cách tự nhiên, đều đặn. Nếu trong lúc ngủ, vùng hầu họng bị hẹp lại, cùng một lượng khí vào, nhưng do đi qua một vùng hẹp hơn, làm các niêm mạc mô xung quanh rung lên, tạo nên một loại âm thanh, chính là tiếng ngáy. Cấp độ 1, ngáy ít. Tiếng ngáy không to và khi nằm nghiêng sang phải hay sang trái sẽ ngừng ngáy. Cấp độ 2, ngáy vừa phải. Tiếng ngáy to hơn và dù bạn nằm ngủ ở tư thế nào cũng vẫn ngáy. Cấp độ 3, ngáy rất to ở mọi tư thế nằm ngủ, nhưng thường kèm theo triệu chứng nghẹt thở nhất thời, khiến người ngáy ngủ hay bị tỉnh giấc do trạng thái mệt mỏi. Ở cấp độ này có thể gây nguy hiểm tới bệnh nhân. Theo nghiên cứu, tỷ lệ mắc chứng ngủ ngáy với đàn ông là hơn 70% và hơn 50% với phụ nữ. Bệnh ngáy ngủ thường gây khó chịu cho người bên cạnh. Tuy nhiên, nguy hại thực sự và những hệ lụy đáng lo ngại lại thuộc về bệnh nhân. Ngáy ngủ dẫn đến nhiều nguy cơ mắc các chứng bệnh khác như tăng huyết áp, suy giảm khả năng tình dục, nhồi máu cơ tim, tim loạn nhịp. Nghiêm trọng nhất là hội chứng ngưng thở khi ngủ. Khi mắc hội chứng này, người bệnh có nguy cơ đột quỵ và đột tử rất cao. Như vậy, triệu chứng của bệnh này có phải chỉ xuất hiện trong lúc chúng ta ngủ thôi hay không? Khi thức thì chúng ta có những dấu hiệu nào khác thường là nội dung mà chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến sau đây. Ngủ ngáy dẫn đến oxy trong máu bị thiếu hụt, khiến não phát ra tín hiệu đánh thức người bệnh. Lúc đó, các cơ ở họng co lại, làm đường thở nới rộng ra, giúp đường thở được lưu thông. Sau một khoảng thời gian giấc ngủ sâu hơn, các cơ lại giãn và gây hẹp đường thở. Cứ như vậy, lặp lại nhiều lần trong suốt thời gian ngủ. Thông thường chúng ta không nhớ lúc thức dậy, nhưng nhiều lần như vậy sẽ khiến giấc ngủ bị xáo trộn. Bên cạnh đó, sinh hoạt hàng ngày của người ngủ ngáy cũng bị ảnh hưởng và cản trở. Chẳng hạn, buồn ngủ quá mức vào ban ngày, dễ cáu kỉnh và liên tục thay đổi tâm trạng, đau đầu, tăng huyết áp, buồn ngủ mà không ngủ được, khó tập trung. Chính vì các triệu chứng này mà người bệnh luôn trong trạng thái uể oải, mệt mỏi, ảnh hưởng đến học tập và làm việc, đặc biệt là các công việc đòi hỏi sự tập trung. Và nếu người bệnh là tài xế thì mức độ nguy hiểm là gấp đôi. Rất nhiều các sự vụ đau lòng, tang thương đã xảy ra chỉ vì tài xế không đủ tỉnh táo. Dân, như vậy là có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này. Tìm ra được nguyên nhân thì chắc chắn sẽ có cách để điều trị. Vậy làm sao chúng ta chữa được căn bệnh ngủ ngáy và có được một giấc ngủ ngon là nội dung cuối chương trình hôm nay. Do cái bệnh ngủ ngáy có nhiều nguyên nhân khác nhau, thành ra phương pháp điều trị bệnh ngủ ngáy phải tùy thuộc nguyên nhân bệnh để điều trị. Ví dụ như những bệnh lý như viêm mũi dị ứng, vẹo vách ngăn, thì với viêm mũi dị ứng chúng ta có thể điều trị nội khoa để giải quyết vấn đề, người bệnh sẽ hạn chế tình trạng ngủ ngáy. Còn với vẹo vách ngăn, tùy mức độ thì phải can thiệp tới phẫu thuật. Thì tùy mức độ bệnh chúng ta có thể can thiệp bằng phương pháp nội khoa hay ngoại khoa, tức là can thiệp phẫu thuật cho người bệnh. Bên cạnh các phương pháp trên, người bệnh có thể tham khảo một vài mẹo từ thiên nhiên, dễ tìm, dễ thực hiện mà lại chữa bệnh ngủ ngáy hiệu quả. Trà gừng có tính kháng khuẩn và chống viêm, làm dịu cổ họng và bôi trơn các mô. Tinh dầu bạch đàn lan tỏa trong không khí
sẽ làm sạch đường mũi. Nghệ có thể chữa viêm và trị ngáy ngủ. Lấy một ly sữa ấm, thêm 2 muỗng cà phê bột nghệ, uống nước này trước khi đi ngủ. Dầu bạc hà, dầu ô liu, mật ong có tính chất chống viêm, giúp giảm sưng màng trong lớp lót của họng và lỗ mũi. Pha từ 1 đến 2 giọt vào cốc nước uống trước khi ngủ, giúp hạn chế ngáy ngủ hiệu quả. Và đến đây, chương trình Góc nhìn đa chiều cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.